Chào mừng các bác quay trở lại với video tiếp theo của em nhé. Tiếp tục giới thiệu đến các bác một vài cái mẫu đồng hồ để bàn và treo tường bên em đang phân phối này. Và có một vài cái mã thanh lý thì ở cuối video em sẽ lên cho các bác nhé. Đi vào chi tiết các cái sản phẩm thì đầu tiên lên cho các bác mấy cái mẫu để bàn trước này. Con này thì các bác để tủ và có thể là các bác để ở trong phòng cá nhân rất là ok luôn. Một sản phẩm bằng nhựa đó, ở bên trong này thì nó có cái móc treo nữ trang, treo chìa khóa này. Ở đây thì nó có cái nhạc khi mà lên các bác lên cót ở đây nhá, nó có cái để lên cót này. Thì lúc nào các bác vui vui các bác ở đây thì nó có một cái gương này. Đó, một cái gương để các bác trang điểm này. Đó, các bác mua cho bà xã nhà mình cũng rất là ok luôn. Về cái phần kích thước của nó thì mình sẽ đo qua cái kích thước để các bác nắm được nhé. Chiều cao của nó là 26 và bề ngang của nó là 29. Đó, ngang là 29 nhé. Độ dày của nó 9,5 10 cm. Đó, chỗ rộng nhất là 10 cm. Ở trên này thì nó cũng có một cái ngăn nữa này. Đó, các bác để các cái đồ cá nhân. Đó, khi mở ra thì nó có nhạc như này. Nếu mà hết cót thì các bác lên cót ở đây nhá. Đó, ở đây nó là cái cót này. Đó, con này thì hôm nay em để rẻ thôi. Tiếp tục cái mã M nhé. M từ hôm trước là 40 45 M, rồi em lên từ mã M50 đi cho dễ nhớ. 50 con này là 450.000. Đó, lên cho các bác là 450.000 mã đầu tiên. Một chiếc để tủ rất là đẹp luôn. Rồi em sẽ qua mã tiếp theo nhé. Rồi tiếp theo là một chiếc bằng gỗ tấm này. Con này thì đến từ thương hiệu Citizen. Hàng thì hình thức thì còn tương đối. Và cái mặt sau của nó này, cái mặt sau thì bị mất cái nắp bịt. Đó, mất cái nắp bịt nhá. Con này thì máy của máy in Japan rồi. Đó. Nếu mà kiếm được cái nắp bịt thì em sẽ bỏ vào đây, nhưng mà rất là khó kiếm. Con này về cái kích thước của nó thì tổng thể của nó là 29, 28,5 và chiều cao của nó là khoảng 23, 23,5 thôi. Về cái mặt máy của nó thì được 13, 13 ở trong lòng này thì được 10,5, 11,5. Đó, máy hoạt động bình thường. Con này kim giật nhé, kim giật, máy nhỏ. Chạy cũng rất là ok luôn. Rồi mã này thì mã M51 gửi đến các bác là 400.000 cho một chiếc, hình thức vẫn còn tương đối. Nó bị mất cái nắp bịt ở đằng sau nhé. Rồi tiếp theo là một chiếc để bàn hoặc là để tủ này. Đó, con này thì cũng bằng nhựa và giả gỗ nhé. Đấy, hình thức thì nó còn tương đối như này. Đấy, những cái con này thì nó ít khi nó bị chảy xước lắm, tại vì để trong nhà. Đấy, nên là nó hình thức còn tương đối là đẹp. Mặt thì là mặt bản đồ thế giới này. Ở đây thì nó có một cót này. Các bác cũng lên cót nhé, lên cót giống cái con kia. Và khi mà các bác lên cót, các bác mở ra thì nó sẽ có nhạc như này. Đó, rất là vui. Đó, thỉnh thoảng các bác khi mà mở ra lấy đồ thì nó cũng kêu tí tách. Ở đây thì máy của nó là dùng một pin tiểu nhá. Đó, máy thì máy của Japan, nhưng mà ở trong thì em kéo ra thì nó không hết được, nên là các bác không đọc được ở bên trên của nó.
Đó, hình thức thì còn tương đối như này. Với cái phần kích thước thì con này nó bề ngang của nó là 26 và chiều cao của nó tổng thể là 27, nếu mà tính cả quai sách là 30. Đó, độ dày của nó khoảng 10 cm. Hình thức con này vẫn còn tương đối là đẹp nhé. Đó, có nhạc đồng hoàng. Đó, thì hôm nay lên gửi đến các bác mã 53. 53 gửi đến các bác là 450.000. Đó, hàng vẫn còn tương đối là đẹp luôn. Đó, mở ra thì nó có nhạc như này. Hết cót thì các bác lên cót nhé. Đó, nghe tí tách rất là hay luôn. Đó là mã 53 nhé. Rồi tiếp theo là mã 54. 54 là một chiếc Citizen. Con này thì nó vẫn hoạt động bình thường, máy vẫn hoạt động bình thường. Con này thì nó bị chảy một chút cái lớp men mạ ở đây. Đó. Về tổng thể thì con này vẫn còn tương đối. Đó là cái mặt đằng sau của nó, đây cái mặt máy của nó nhé. Em sẽ lấy ra để các bác tham khảo này. Đó. Máy thì chạy một viên pin tiểu. Đó, đây là máy đồng hồ và dưới này là máy cho bàn xoay thì chạy hai viên pin chung như này nhá. Đó. Con này thì vẫn còn tương đối đầy đủ. Nó bị chảy mất một chút cái phần đó, nếu mà về ngoại quan thì vẫn còn tương đối. Rồi, mã này em gửi đến các bác là mã số 54 này. 54 gửi đến các bác là 450.000. Đó, hình thức vẫn còn tương đối nhé. Rồi tiếp theo gửi đến các bác là một mẫu đồng hồ để bàn này. Hàng này thì hàng phiên bản kỷ niệm thôi. Đây là kỷ niệm ngày khánh thành công ty thực phẩm. Ở đây em đưa vào Google dịch thì nó như này nhá. Nhà máy đã hoàn thành. Đây là công ty thực phẩm Asahi. Đó. Tháng mùng 10 tháng 1 năm 91. Đó là ngày kỷ niệm thành lập hoàn xây dựng. Đó, con này thì bằng kim loại đúc nguyên khối như này. Đó. Con này thì đã giới thiệu đến các bác một lần rồi. Con này thì ở lô trước. Máy thì máy nhỏ thôi. Đó. Có chữ Japan ở bên dưới này. Đây và cái mặt máy của nó đằng sau như này. Em không mở được ở bên trong ra. Đó, chạy một viên pin tiểu nhá. Đó, hàng còn tương đối. Con này các bác trưng bày hay là các bác sưu tầm thì cũng rất là ok luôn. Mã này là mã số 55 nhé. 55 gửi đến các bác là 400.000. Đó, một chiếc nhỏ thôi. Kích thước của nó thì về cái bề ngang này của nó này. Bề ngang của nó là 23. Chiều cao của nó là 13. Đó, và cái con này thì nặng khoảng gần 1 kg gì đó, nặng 1 kg. Kim loại mạ nhé. Đó là mã số 55. Rồi tiếp theo là một chiếc Citizen, con này để tủ này. Đó, nó bị chảy một vài cái lớp mạ ở đây nhé. Đó, bị chảy mất một chút cái mạ ở đây. Đấy, mặt máy thì mặt nhôm vẫn còn rất là sáng nhé. Con này hình bán nguyệt. Bề ngang của nó là 25 và chiều cao của nó là 14,5. Con này thì chạy máy như này, để trần như này. Đó, máy thì máy của Japan. Rồi mã này là mã số 56. 56 gửi đến các bác là 200.000 thôi. Đó. Xả nhanh cho các bác luôn. Ở tiếp theo là mã số 57. 57 là một chiếc đồng hồ treo tường mà các bác có thể để ở góc
tủ cũng rất là ok nhé. Con này thì có đồng hồ và có hai đồng hồ, một đồng hồ hiển thị giờ và một đồng hồ hiển thị nhiệt độ nhé. Đó. Với cái phiên bản này thì nó có vẻ nó cũ theo thời gian một chút. Con này thì nhựa giả gỗ nhé các bác nhé, nhựa giả gỗ. Đây là cái phần hình thức bên trong của nó này. Đó, có cả móc treo đồ nhé, có cả móc các bác treo chìa khóa hoặc là nữ trang. Đây là máy của nó này. Đó. Về cái phần kích thước của nó thì con này chiều cao của nó là 34 và cái bề bề ngang này là 20. Đó, các bác mở ra làm đôi. Độ dày của nó thì 8 cm. Ở đây thì nó có cái móc lỗ để các bác treo này. Đó. Hoặc là các bác để ở góc tủ cũng rất là ok luôn. Đó. Đó là con này là con số 50 57 nhé. 57 thì đến các bác là 500.000. Con này em đã giới thiệu đến các bác một lần rồi. Ở đây là mã 57 nhé. Rồi tiếp theo em sẽ lên một số cái mã đồng hồ treo tường. Ở đây là một chiếc đồng hồ treo tường của hãng ở đây ghi Harmony. Con này thì ở đây là có 7 chú lùn đang đang tấu nhạc, nhưng mà khi mà test ấy, thì nó không lên, nó chỉ có lên nó chỉ có xoay cái để em lắp pin đã. Họ khi mà đưa pin vô thì nó chỉ có hoạt cảnh, nó hoạt động thôi, còn không thấy nhạc đâu nhá. Máy thì đồng hồ vẫn chạy. Đó, bác nào mà biết sửa chữa thì lấy về sửa chữa nhé. Không thấy có nhạc mà chỉ thấy các cái chú lùn hoạt động thôi. Đó. Con này là mã số 58 nhé. 58 gửi đến các bác là 300.000. Rồi cái kích thước thì con này nó có đường kính là 34. Đó, đường kính là 34 nhé. Một chiếc máy thì vẫn hoạt động, hoạt cảnh hoạt động nhưng mà không thấy có máy nghe nhạc. Đó, các bác về các bác biết sửa thì các bác sửa nhé. Đây, về cái phần pin của nó thì đằng sau này chạy 4 viên pin tiểu cho hoạt cảnh và loa, một viên pin cho máy, máy thì vẫn hoạt động bình thường. Đó là cái tình trạng của nó nhé. Rồi tiếp theo sẽ sang một cái mã tường nữa này. Rồi tiếp theo là chiếc của Citizen, chiếc khung bằng gỗ thịt, khung bằng gỗ thịt nhé, và nó bị chày một vài cái điểm nhỏ nhỏ ở đây, đó bị chày một chút thôi. Bề ngang của nó là 32,5, chiều cao là 18,5. Đó, con này thì cọc số nổi nhé, số học trò, số nổi tương đối là sáng, đó nhìn rất là rõ ràng luôn. Đây là mặt máy đằng sau của nó này, đằng sau của nó máy thì máy Japan, các bạn có thể nhìn thấy chữ Japan này. Rồi mã 59. 59 gửi đến các bác là. Rồi mã 59 em gửi đến các bác là 450.000 nhá. Một chiếc đồng hồ còn tương đối là sáng đẹp. Đó, khung gỗ thịt. Đó, cái phần gỗ cũng còn tương đối là đẹp. Đó, nó bị chày một chút ở đây rồi này. Đó, về các bác có thể tuốt lại. Còn cơ bản thì nó vẫn đẹp nhé. Rồi tiếp theo là một chiếc Seiko.
khung gỗ thịt này. Đó, khung gỗ thịt và cọc số thì số dán nhá. Số dán và cái phần bề ngang của nó là 33 và chiều cao của nó là 31. Đó, một chiếc cũng còn tương đối là đẹp. Đây là cái mặt đằng trước của nó này. Ở đây có một cái hàng chữ em không đọc được. Đó, hàng chữ này thì phiên bản kỷ niệm gì đó thôi. Đây là cái mặt đằng sau của nó nhé. Máy thì máy SKB Japan. Đó, hình thức thì còn tương đối như này. Mặt đằng trước thì vẫn còn sáng đẹp nhé. Rồi chiếc này thì gửi đến các bác là 60. 60 gửi đến các bác là 400.000. Đó, một chiếc gỗ thịt. Còn tương đối là đẹp. Mặt số dán, cọc số học trò nhé. Rồi tiếp theo mã 61 là một chiếc đồng hồ. Đây, con này có tên là Tokyo. Đó, hình thức thì hộp vuông như này. Vỏ thì bằng gỗ thịt nhé. Chiều ngang của nó là 32. Đó, chiều cao cũng là 32. Con này thì vuông. Cọc số nổi. Số học trò rất là rõ ràng luôn. Đó. Đây là cái phần đằng trước của nó này. Đó, rất vẫn còn sáng đẹp nhé. Đây là cái phần đằng sau của nó này. Máy thì máy máy lớn pin chung. Đó. Con này thiết kế dạng hộp, cái độ dày của nó là 8 cm. Đó. Nhìn rất là chắc chắn luôn. Rồi mã số 61 gửi đến các bác. 61 gửi đến các bác là 600.000. Đó, một chiếc đồng hồ còn tương đối là đẹp. Rồi tiếp theo là một mã nữa này. Mã số 62 là một chiếc Citizen. Đó, trong này hình bát giác. Đường kính là 28,5 29. Đó. Số thì kiểu dạng số dán, cọc số học trò. Khung thì bằng gỗ thịt nhé. Khung bằng gỗ thịt. Cái phần lưng này thì bằng nhựa này. Máy thì máy của Japan. Máy Japan. Con này thì kích thước thì nó hơi nhỏ thôi, nhưng mà cái hình thức của nó thì tương đối là đẹp. Mã này gửi đến các bác là mã số 62. 62 gửi đến các bác là 270.000. Có một chiếc đồng hồ còn tương đối là đẹp như này. Rồi tiếp theo thì hôm nay em có một mã thanh lý thôi nhé. Một mã thanh lý thôi. Để cho nó đi vào một cái kiện cho nó dễ đóng hàng. Ở đây thì có một chiếc Seiko. Seiko chạy sóng radio. Một chiếc này cũng Seiko radio nữa này. Đó, hai chiếc này tương đối là to. Con này tương đối là to này. Lắp pin vào thì nó không lên. Đó, con này chạy hai pin. Con này cũng chạy hai pin nhé. Ba chiếc Seiko luôn. Con này thì Seiko mặt kính bị bể, kính bị bể này. Con này thì cũng radio luôn. Đó. Ba chiếc này và một chiếc chiếc này của Citizen. Đó. Con này thì cũng đưa pin vào không chạy. Đó, con này thì bằng gỗ. Đó. Ba con bằng gỗ, bốn con bằng gỗ hết nhé. Bốn con này bằng gỗ hết này. Thì các bác lấy về sửa. Lấy về sửa được thì hên xui thôi nhé. Đó, như con này thì nó hình thức nó bị cũng như này. Đó là mã số
63. 63 gửi đến các bác 300.000. 300.000 cho 4 con này nhá. Đó. Các bác lấy về các bác sửa. Rồi, còn chiếc chiếc này là chiếc Citizen báo thức. Con này thì lắp pin vào thì con này là cơ cót. Cơ cót nhưng mà em thử lên cót thì nó không thấy nó chạy. Đó, lên cót thì không thấy nó chạy. Đấy, thì các bác về sửa thì được thì dùng nhá. Con này thì giá là 150.000, mã số 64. Đó, bán bằng nửa giá nhập thôi. Đó, các cái mã này lên rồi em lên một mã nữa cho nó đủ 65 nhá. Lên kiếm một mã nữa. Đó, các bác nghe chơi một bản nhạc nhá. Đó, đến giờ thì nó phát nhạc. Rồi, nhạc thì đã hết. Còn ở đây em có hai con đồng hồ. Rồi, con này thì đồng hồ không lên này. Quả lắc với bàn xoay nó có khi là nó vẫn còn. Để em lắp pin vào test cho các bác luôn. Đó, đây thì em còn hai con này. Một con này thì máy vẫn hoạt động nhá, quả lắc thì lúc nó chạy lúc nó không, đó. Lúc thì nó xoay, lúc thì nó không. Đấy, thì hai con này xả luôn cho các bác về các bác tham khảo nhé. Đó, các bác lấy được thì hai con này là 350.000, hai chiếc mã số 65 nhé. Đó là hai cái mã trả hôm nay. Đấy, các bác quan tâm đến mã nào thì có thể liên hệ với em nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Ngày mai thì chắc là có hàng mới về nên là sẽ gửi đến các bác một vài cái mã nó phong phú hơn một chút.